Hoan hỷ chào mừng quý cô bác, anh chị đã đến và quay trở lại với chuyên mục tử vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi. Đầu xuân năm mới, thay mặt cho những người làm chương trình, xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị đón xuân Giáp Thìn một năm đổi mới, như cánh diều gió tới bay cao, xuân như ý thanh nhàn phúc hưởng, Tết an khang thịnh vượng an nhiên, gia đình vạn sự bình yên, giàu sang phú quý phúc duyên đầy nhà. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để đón xem những video mới nhất mà 30 tập chương trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận kênh Minh Đường Tử Vi. Chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Trong nội dung video ngày hôm nay mà 30 tập chương trình gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Tiên tri chấn động chính xác 100%, tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965, đón năm mới Giáp Thìn 2024, vận đỏ hơn son, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ùn ùn kéo về nhét, chật két, khổ mấy cũng đổi đời đại gia. Thưa quý tín chủ Ất Tỵ sinh năm 1965, chúng ta đều sống trong một thế giới bất ổn, nhiều thiên tai nhân họa liên tục ập đến, ảnh hưởng trực tiếp đến vận mệnh của hàng triệu người trên thế giới. Chắc hẳn ở đây có nhiều tín chủ vẫn đang hoang mang lo sợ, không biết ngày mai có gặp phải điềm xui vận rủi nào hay không. Tôi biết hiện tại nhiều người đang bị bệnh tật dày vò, tiền bạc khó kiếm nhưng cứ đội nón ra đi cho đủ thứ chuyện. Vậy nguyên nhân đó là do đâu? Liệu có một lối thoát nào có thể đi thẳng đến sự hưng vượng viên mãn trong suốt phần đời còn lại? Dựa vào những lời tiên tri của thần đồng tiên tri Ấn Độ Abhisa Anand, các bậc thầy tử vi học phương Đông đã đưa ra những lời nhắc mệnh cho tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965 trong năm 2024 này. Nếu tín chủ hữu duyên nghe được hãy chiêm nghiệm và lưu ý nhé. Tôi luôn mong tín chủ đi đúng vận trình đến với sự thịnh vượng viên mãn. Chúc may mắn! Cậu bé tiên tri Ấn Độ hé lộ dự ngôn năm 2024 tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965 nhận chuẩn mệnh trời, vượt qua hoạn nạn, thịnh vượng viên mãn. Trời sinh tuổi Ất Tỵ là người sắc sảo hóm hỉnh, tài năng và quyết đoán, nhưng lại gặp nhiều thử thách và chông gai và tiền vận, nên nhiều người chỉ giàu sang phú quý khi vào hậu vận mà thôi. Cuộc đời tuổi nhỏ có nhiều thay đổi và lao đao không ít, Ất Tỵ chủ định trọng số là người luôn tay luôn chân, thân có thể nhàn nhưng tâm thì vô cùng vất vả. Làm việc có đầu mà không có cuối, chỉ để thỏa mãn tinh thần ở thời điểm họ quyết định chứ không tính đến lâu dài. Cụ thể vì vậy mà nhiều người tuổi này có ít thành quả trong giai đoạn đầu đời. Theo sách tiên tri cổ được khai quật, đến năm 2024 tuổi Ất Tỵ được quý nhân chiếu cố, giải quyết được những khó khăn đang còn tồn đọng. Cuộc sống của con giáp này sẽ được nâng lên một tầm cao mới, từ sự nghiệp, nhân duyên đến tài vận đều có bước chuyển tích cực. Và nếu tín chủ có hữu duyên nghe hết lá số này, hẳn tín chủ là một trong những người cải biến vận mệnh được theo ý mình. Lá số gồm có những gì? Xin mời quý vị cùng theo dõi. 1. Đánh giá chung vận trình tử vi 4 phương diện tuổi Ất Tỵ 1965 năm 2024 như sau. Xem tử vi tuổi Ất Tỵ 2024, trong năm Giáp Thìn này mệnh chủ không có xung đột với thái tuế lưu niên, ngũ hành bình hòa với năm. Do đó đây vẫn có thể coi là một năm khá bình ổn, ít thăng trầm mạnh, sáng nhất là phương diện tình duyên, gia đạo, đón hỷ tín không ngừng. Tuy nhiên, do có cả cát tinh và hung tinh cùng tác động trong năm nay, bản mệnh chớ nên chủ quan, kẻo xui xẻo có thể ập tới bất cứ lúc nào. Nhìn chung vận khí bình ổn, tuổi Ất Tỵ sẽ đón những cơ hội và bước ngoặt lớn ở một số khía cạnh. Cơ hội như vậy không phải lúc nào cũng sẵn đó, bạn nên nắm chắc để sau này không hối hận. Mặt khác, bạn vẫn có thể gặp phải những thất bại và tổn thất lớn, vì vậy bạn nên học cách bình thản đón nhận mọi thứ. Đừng sợ hãi trước những khó khăn mà nhân đó hãy mài giũa ý chí và khơi dậy tiềm năng mạnh mẽ hơn của bạn giữa sóng gió. Tính cách, người sinh năm 1965 là tuổi con rắn, tức là năm Ất Tỵ, sinh năm 1965, thuộc mệnh hỏa, phúc đăng hỏa, lửa đèn nhỏ, nam cung cấn thổ, thuộc tây tứ mệnh, nữ cung đoài kim, thuộc tây tứ mệnh, Phật ban phúc, hư không tạng Bồ Tát, Phật ban trí, đại thế trí Bồ Tát, Phật hộ mệnh, địa tạng Bồ Tát, Phật bảo hộ, phổ hiền Bồ Tát. Ưu điểm, những người tuổi Ất Tỵ có một đặc điểm, đó là tiếp cận vấn đề muộn nhưng giải quyết vấn đề sớm, vì họ là những người có nhiều phát minh sáng kiến,
luôn nhìn thấu mọi vật và từ đó có lối giải quyết thỏa đáng, nhanh gọn. Tuổi Ất Tỵ có tư duy hướng đến tri thức, văn minh, trong họ có một ngọn lửa bất diệt thắp sáng trong những đêm trường tăm tối. Cách suy nghĩ của họ tích cực, tiến bộ, thường đi trước một bậc. Khi trao đổi tiếp cận với họ, bạn sẽ được gợi mở nhiều ý tưởng quý báu. Nó là nền tảng để đi tới thành công, nên bạn hãy trân trọng những người bạn như vậy. Họ mang trong mình cả một kho tri thức, họ cũng là những nhà sư phạm tài ba, có thể khai trí, mở mang học vấn cho thế hệ trẻ, nhờ đó mà lứa tuổi này hiểu biết hơn, lịch duyệt hơn. Ngoài sự sáng suốt còn mang năng lượng, nên họ rất nhiệt tình, tốt bụng, thích giúp đỡ người khác, biết quan tâm người khác. Với một tâm lý sốt sắng, mẫu người này cũng nóng tính, nhưng giúp đỡ người khác luôn vô tư, hết mình. Nhược điểm, bản thân những người này là một luồng khí nóng, hư tâm, trống rỗng, cùng với tâm lý cải cách, tiến bộ, đi trước thời đại. Vì vậy nên cần tránh những tật xấu như ảo tưởng, mơ hồ, xa rời thực tế, viễn cảnh trong đầu mà họ xây dựng quá xa rời hiện thực, để rồi có lúc họ phải thất vọng. Những người có tài thường có chút ít những hạn chế trong tính cách, thậm chí họ cậy tài, sống ngông, kiêu ngạo. Bởi thế mới có câu, đèn khoe đèn tỏ hơn trăng, đèn ra trước gió còn trăng hỡi đèn, trăng khoe trăng tỏ hơn đèn, cớ sao trăng phải chịu luồn đám mây. Ca dao, câu ca dao trên người xưa đặt vẫn với ý tứ sâu xa, khuyên con người không nên kiêu ngạo, phải biết mình, biết người, biết thời, có câu biết giới hạn mới là hạnh phúc. Tuổi Ất Tỵ muốn phát huy được ưu thế và cống hiến đóng góp tốt hơn thì cần có sự quan tâm, động viên, truyền thêm niềm tin và năng lượng cho họ, ví dụ động viên bằng lời nói, động viên về tinh thần, tăng lương, thưởng. Con số hợp với tuổi Ất Tỵ là 3, 4, 9, con số khắc với tuổi Ất Tỵ là 1. Về phương diện tài lộc. Phương diện tài lộc của tuổi Ất Tỵ trong năm Giáp Thìn 2024 được dự đoán sẽ có cả thăng và trầm. Vẫn sẽ có không ít cơ hội để bản mệnh làm giàu túi tiền của mình, nhưng cũng vẫn tồn tại không ít rủi ro tiềm ẩn có thể khiến bạn mất một khoản không nhỏ. Nói về những thuận lợi, trước hết người tuổi Ất Tỵ có cơ hội đón thêm nguồn thu nhập. Những khoản thu nhập này có thể đến từ các khoản đầu tư, tiền lãi cổ phiếu hoặc quỹ đầu tư, bạn cũng có thể sẽ được giúp đỡ hay được mách nước cho những thông tin quý giá. Tuy nhiên, do vận may của bạn khá yếu nên vẫn cần thận trọng hơn trong việc đầu tư, nhất là khi tham gia vào các lĩnh vực hoàn toàn mới lạ. Với người làm công ăn lương, duy trì chất lượng công việc ổn định sẽ giúp đảm bảo thu nhập đều đặn cho bạn. Khi làm tốt và thể hiện bản thân một cách xuất sắc, bạn hoàn toàn còn kiếm thêm một khoản từ các khoản thưởng hoa hồng, phụ cấp. Tuy nhiên, năm nay bạn được khuyên cố gắng không đặt mục tiêu quá lớn vào việc kinh doanh tay trái hoặc đầu tư. Bởi vì ngay cả khi bạn bỏ ra nhiều công sức và tiền bạc ở giai đoạn đầu, bạn vẫn sẽ gặp đôi chút khó khăn và khó có thể thu được lợi nhuận mong đợi ở giai đoạn sau. Thậm chí có người xui xẻo còn mất hết cả tiền gốc, đây chắc chắn không phải là cách kết quả bạn muốn nhìn thấy. Với người làm kinh doanh, do ảnh hưởng của sao xấu kiếp tài, con đường kiếm tiền của bản mệnh sẽ hơi gập ghềnh vào năm Giáp Thìn này. Lợi nhuận có phần sụt giảm, nếu không vì đối thủ cạnh tranh gay gắt thì cũng bởi thị trường biến động khó lường khiến bạn không theo kịp. Về phương diện sự nghiệp. Sự nghiệp của người tuổi Ất Tỵ vào năm Giáp Thìn tuy có phần khởi sắc hơn so với năm 2023 trước đó, nhưng xét về tổng thể vẫn cần phải nỗ lực, bình tĩnh để thực hiện đạt được các mục tiêu. Điềm báo tử vi dự đoán sẽ có chút sóng gió trong thời gian ngắn, nhưng bản mệnh đừng lo lắng hay sợ hãi, vì sau sóng gió chắc chắn sẽ có những cơ hội rất lớn để phát triển sự nghiệp. Cả thách thức và cơ hội sẽ song hành trong quá trình phát triển sự nghiệp của Ất Tỵ vào năm 2024. Một số người có thể gặp phải những nút thắt trong công việc và cần phải nỗ lực nhiều hơn để vượt qua. Tuy nhiên, sự giúp đỡ của các cát tinh thiên hỷ và thiếu dương sẽ mang đến cho bạn cơ hội được quý nhân dìu dắt, sớm vượt qua giai đoạn khúc chiết này. Năm nay, người tuổi Ất Tỵ có thể sẽ cần tiếp nhận một số hạng mục và nội dung công việc hoàn toàn mới, phải nghiêm túc học hỏi, có thể dành thời gian riêng đọc thêm những kiến thức liên quan. Điều này sẽ giúp bạn nâng cao chuyên môn và mở rộng tầm nhìn, góp phần phát triển nghề nghiệp trong tương lai. Sao Thiên Ấn cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của thái độ chủ động trong công việc khi được trao cơ hội tham gia vào những dự án quan trọng. Những đóng góp một cách chủ động của bạn có thể được cấp trên và đồng nghiệp ghi nhận và đánh giá cao, từ đó nhận được nhiều sự quan tâm hơn. Một vấn đề không kém phần quan trọng là trong giai đoạn này, người tuổi Ất Tỵ cần xử lý các mối quan hệ trong công việc một cách cẩn thận và duy trì thái độ ôn hòa, để tránh những tác nhân cản trở sự thăng tiến của bạn. Áp lực công việc là điều không tránh khỏi, bên cạnh đó còn có cạnh tranh về chức vụ hoặc lợi ích cá nhân trong tập thể, bản mệnh cũng nên có sự đề phòng cần thiết. Hãy chú ý đến mối quan hệ tại nơi làm việc và cố gắng hòa hợp với đồng nghiệp để duy trì bầu không khí làm việc lành mạnh.
về phương diện tình duyên. Tử vi tuổi Ất Tỵ năm 2024 về tình duyên, hứa hẹn sẽ đón nhận nhiều bất ngờ với sự giúp đỡ của bộ ba ngôi sao tốt lành Thiên Hỷ, Thiếu Dương, Bách Việt. Đây là các cát tinh chủ về đào hoa, hỷ tín, hứa hẹn những điều thú vị trong đời sống tình cảm của con giáp này. Nhìn chung, các mối quan hệ vận khí ổn định và không có nhiều biến động là một tin vui đối với người tuổi Ất Tỵ. Đào hoa khoe sắc sẽ có lợi cho người độc thân hơn cả. Bạn có thể tự tin theo đuổi tình yêu của mình mà không cần lo lắng quá nhiều về sự can thiệp từ bên ngoài. Có bạn có thể bất ngờ được người khác giới yêu thầm đã lâu tỏ tình. Mối quan hệ giữa hai người sẽ tiến triển rất nhanh, có thể dẫn tới hôn nhân chớp nhoáng. Bản thân tuổi Ất Tỵ cũng rất hài lòng với mối quan hệ này. Cuộc sống sau khi kết hôn là những trải nghiệm mới mẻ và hạnh phúc với bạn. Với các cặp đôi, tình cảm giữa hai bạn càng thêm phần ổn định trong năm nay. Tuy thỉnh thoảng giữa bạn và người ấy vẫn sẽ xảy ra những cãi vã nhỏ, nhưng sẽ không đến mức nghiêm trọng, thậm chí tình cảm còn càng thêm khăng khít sau những cãi vã, bởi cả hai thêm hiểu và yêu nhau hơn. Vợ chồng cũng nên chú ý đến cảm xúc của nhau hơn và giao tiếp nhiều hơn để gia đạo êm ấm. Lưu ý, đào hoa chiếu mệnh cũng có thể khiến tuổi này dù là hoa có chậu nhưng sức hút trong mắt người khác giới vẫn rất mạnh mẽ. Bản thân bạn nên có sự tiết chế vừa phải giữ khoảng cách trong các mối quan hệ để tránh gây ra những rắc rối không đáng. Xét về phương diện sức khỏe. Sức khỏe nhìn chung tốt, ít có nguy cơ mắc bệnh nghiêm trọng. Nếu có thể duy trì lối sinh hoạt điều độ và lành mạnh, thì gần như không xuất hiện tình trạng nguy cấp nào. Thường ngày bạn nên tăng cường vận động thể chất để tăng cường sức đề kháng. Đừng lúc nào cũng ngồi hoặc nằm một chỗ. Ngoài ra, tùy theo tình trạng sức khỏe của bản thân mà bạn cần tìm cho mình một phương pháp tập luyện phù hợp. Có thể đến phòng gym theo sự hướng dẫn của huấn luyện viên cá nhân, hoặc có thể tập yoga tại nhà, đi bộ hay chạy bộ cũng là hoạt động được khuyến khích. Lưu ý, sự xuất hiện của hung tinh kiếp sát cảnh báo về những tổn thương, tai nạn bất ngờ do chính sự bất cẩn của con giáp này gây ra. Đi lại, làm việc đều cần chú ý vấn đề an toàn, kẻo có thể phải đụng dao kéo. Đối với những người có tiền sử bệnh cũ thì càng cần phải cẩn thận hơn để không khiến tình trạng xấu đi do sơ suất, thậm chí phải phẫu thuật. 3. Tử vi hàng tháng của tuổi Ất Tỵ 1965 trong năm 2024 như sau. Dự đoán vận trình 3 tháng mùa xuân 2024 của tuổi Ất Tỵ. Tháng 1 năm 2024, tháng Bính Dần, vận quý nhân vượng, gặp khó có người giúp sức, không lo thân cô thế cô, tiền bạc có khoản tích lũy nên tiêu xài khá rủng rỉnh, gia đạo có chút bất ổn nhưng sớm được giải quyết thỏa đáng. Tháng 2 năm 2024, tháng Đinh Mão, làm lụng vất vả nhưng thu về kết quả xứng đáng, tiền bạc có gia tăng, chủ yếu có thêm nguồn thu phụ, nhân duyên tốt, có hỷ tín trong nội tộc. Tháng 3 năm 2024, tháng Mậu Thìn, mưu sự lớn nhỏ gì đều khá thuận lợi, tuy nhiên chỉ khi thấy kết quả mới biết được, nếu đang làm mà bỏ dở giữa chừng coi như công cốc, cẩn thận vấn đề đi lại, tránh gặp họa huyết quang hoặc hình thương. Dự đoán vận trình 3 tháng mùa hè của tuổi Ất Tỵ. Tháng 4 năm 2024, tháng Kỷ Tỵ, dễ mắc các bệnh về mắt hoặc tim phổi, ăn uống chú trọng thanh đạm, giảm tải áp lực cho cơ quan tiêu hóa trong cơ thể. Tình cảm có chút rắc rối vì sự mập mờ nào đó, các cặp đôi có thể xảy ra tranh cãi do đương số cả giận mất khôn. Tháng 5 năm 2024, tháng Canh Ngọ, đau ốm gặp đúng thầy đúng thuốc nên chỉ qua loa, trong nhà có hỷ tín, có tin từ xa đưa tới. Có thể thay đổi vị trí công việc theo chiều hướng tốt đẹp, kinh doanh có lộc, đầu tư có dấu hiệu sinh lời mạnh. Tháng 6 năm 2024, tháng Tân Mùi, đề phòng bị mất trộm tiền của hoặc đồ quý giá, kinh doanh có lời, đầu tư có lãi, làm công ăn lương được đề bạt tăng lương hoặc thăng chức nhỏ, đón tin vui về con cái trong nhà. Dự đoán vận trình 3 tháng mùa thu 2024 của tuổi Ất Tỵ. Tháng 7 năm 2024, tháng Nhâm Thân, tiêu hao nhiều tiền bạc để đầu tư cho các mối quan hệ xã giao hoặc chỉ đơn giản là mua sắm, hưởng thụ cá nhân. Cẩn thận tai nạn đường sông nước, hạn chế đi tới những nơi núi cao, vực sâu, coi chừng bất chắc. Tháng 8 năm 2024, tháng Quý Dậu, tài khí tăng mạnh, khả năng cao ký kết được hợp đồng lớn, kinh doanh buôn bán được lộc, khó khăn công việc được tháo gỡ, có điểm thăng tiến hoặc tăng lương. Tháng 9 năm 2024, tháng Giáp Tuất, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không phải nghĩ, công việc cũng trên đà thuận lợi, nhưng có điểm tiểu nhân, kiện tụng, tránh làm ăn theo đường mòn, lối tắt, kẻo vướng họa lao ngục. Dự đoán vận trình 3 tháng mùa đông 2024 của tuổi Ất Tỵ. Tháng 10 năm 2024, tháng Ất Hợi, đi lại cẩn thận, đề phòng bị té ngã hoặc tai nạn xe cộ,
ăn uống giữ mồm giữ miệng, tránh bị ngộ độc thực phẩm hoặc tăng cân không kiểm soát, có điểm tiểu nhân ngáng chờ công việc, cẩn thận khi giao dịch hoặc ký tá giấy tờ. Tháng 11 năm 2024, tháng Bính Tý, bệnh nặng không mắc nhưng bệnh vặt khó tránh, đi lại cẩn thận, hạn chế đi xa hoặc đi một mình, dễ gặp sự cố bất ngờ hoặc tai nạn thương tâm. Tháng 12 năm 2024, tháng Đinh Sửu, thu nhập tăng lên đáng kể do được tăng lương, thưởng hoặc có thêm nguồn thu phụ, công việc làm ăn tiến triển thuận lợi, hợp tác làm ăn lớn, lợi nhuận thu về đầy túi, tình duyên hanh thông, đào hoa khoe sắc, các cặp đôi tính chuyện cưới hỏi hoặc sinh con. Thưa quý vị, không biết ở đây có quý vị nào tò mò về tử vi tháng 1 âm lịch trong năm 2024 của quý tín chủ tuổi Ất Tỵ 1965 sẽ ra sao không? Vậy để Minh Đường tử vi bật mí phần luận giải của các chuyên gia nhé. Tử vi tháng 1 năm 2024 tuổi Ất Tỵ âm lịch, phát tài phát lộc, vạn sự như mơ, nhìn chung tháng 1 của tuổi Ất Tỵ tràn đầy màu sắc may mắn. Khi có thiên đức và thiên vu cát tinh chiếu mệnh, bạn vừa có thái độ sống vui vẻ cởi mở lại hòa đồng và nhiệt tình trong mọi việc nên làm gì cũng có quý nhân theo sau trợ giúp. Ất Tỵ thông minh và ham tìm tòi mọi thứ, luôn làm mới bản thân để không bị tụt hậu, dù đang ở độ tuổi nào đi nữa. Bên cạnh đó, sự tò mò cũng như tinh thần ham học hỏi cũng đem tới cho con giáp này nhiều thông tin bổ ích đầu năm mới. Có một điểm đặc biệt là do ảnh hưởng của thiên vu khá nhiều nên tháng 1 này Ất Tỵ sẽ có tín ngưỡng về tôn giáo khá mạnh. Nhiều người dành khá nhiều thời gian để đi lễ chùa hoặc tìm hiểu về kiến thức tôn giáo mình đang theo đuổi. Tử vi tháng 1 năm 2024 của 12 con giáp âm lịch có nói thêm rằng, thời gian này Ất Tỵ có sự tiến bộ trong mọi mặt, nhưng tư tưởng sống mới là thứ cốt lõi giúp bạn thay đổi hoàn toàn thành con người khác. Ất Tỵ sống hài hòa và an nhàn hơn nhờ lối suy nghĩ tiến bộ và thích để số phận an bài, không oán trách hoàn cảnh hiện tại. 1. Tử vi sự nghiệp tuổi Ất Tỵ tháng 1 năm 2024 âm lịch. Tử vi tháng 1 năm 2024 tuổi Ất Tỵ âm lịch nói rằng bạn nên tìm kiếm sự hợp tác từ các đối tác và đừng sợ lợi ích của mình bị chia rẽ. Thông qua sức mạnh của tập thể, bạn có thể tối đa hóa lợi ích của mình. Đường học hành của các bạn tuổi này rất sáng lạn nhờ sự nỗ lực của bản thân. Chăm chỉ học hỏi và có tinh thần phấn đấu, không muốn bản thân thua kém ai, ngay cả việc khai bút đầu xuân cũng được bạn nghiêm chỉnh thực hiện. Ngoài việc giảm bớt mệt mỏi, bạn còn có thể khiến công việc của mình tiến triển suôn sẻ hơn và nhận được kết quả gấp đôi với một nửa nỗ lực. Nhưng nếu đang bí mật thực hiện một số nhiệm vụ không thể lộ rõ hoặc có bí mật giấu kín, thì tháng này bạn nên đặc biệt chú ý, vì có thể bị lộ do bất cẩn, gây ra sự cố, hậu quả khá nghiêm trọng. Tháng 1 bạn chỉ cần chú ý điều đó thôi là công việc cực kỳ ổn. Thiên đức cát tinh xin bạn đừng đánh mất tham vọng của mình, đến giữa tháng bạn sẽ chợt ngộ ra, sẽ có những cơ hội rất tốt để tận dụng, đồng thời bạn cũng sẽ nhận được sự ủng hộ của cấp trên và đồng nghiệp một cách bất ngờ. 2. Tử vi tài lộc tuổi Ất Tỵ tháng 1 năm 2024 âm lịch. Về phương diện vận may tài chính, tháng này thiên về tài lộc, bạn có thể tham gia vào việc quản lý tài chính giúp gia đình hoặc góp vốn làm ăn ngắn hạn sau dịp Tết. Điều này cũng đồng nghĩa với việc những cơ hội và hy vọng mới sẽ bắt đầu xuất hiện trong công việc và sự nghiệp làm ăn kiếm tiền đầu năm mới của tuổi Ất Tỵ. Bên cạnh đó, con giáp này cũng có thể được người khác cho lộc hoặc nhận được một khoản tiền thưởng, tiền lãi bất ngờ mà bản thân chưa bao giờ nghĩ tới. Thiên đức đi kèm với phát tài, phát lộc nên con giáp này không phải lo nghĩ quá nhiều về mặt tiền bạc, làm ăn mạnh tay. Cứ hết lại có tiền về, khó mà rơi vào hoàn cảnh túng thiếu được vì bạn thông minh, luôn biết cách huy động vốn cho bản thân. Trong tháng này tuổi Ất Tỵ cũng có thể nhận được một số tin vui bất ngờ như nhận được cơ hội việc làm mới, thăng chức hoặc khen thưởng nóng. 3. Tử vi tình duyên tuổi Ất Tỵ tháng 1 năm 2024 âm lịch. Về mặt tình cảm, người độc thân có cơ hội gặp được người thân ở xa của mình, có thể sẽ được cầu hôn một cách bất ngờ. Nếu bạn có người yêu thì tháng này là thời điểm thích hợp để cầu hôn, không những đều được đồng ý của cả cha và mẹ mà còn có sự tác thành của số phận mang tới. Những cặp đôi đang yêu sẽ phải xa nhau một thời gian ngắn trong tháng này, hãy dành cho nhau đủ sự tin tưởng và một khoảng không gian nhất định. Trong thời gian xa cách hãy nhớ giữ liên lạc và thể hiện sự quan tâm, yêu thương nhiều hơn. Tình duyên của người độc thân có xu hướng phát triển khá tốt, bạn có thể duy trì tình cảm khá tốt với người khác giới. Nếu chủ động bày tỏ tình cảm thì hai bạn sẽ có sự phát triển hơn nữa. 4. Tử vi sức khỏe tuổi Ất Tỵ tháng 1 năm 2024 âm lịch. Tử vi tháng 1 năm 2024 tuổi Ất Tỵ âm lịch nói, sức khỏe thể chất bạn nên chú ý hơn đến việc kiểm soát chế độ ăn uống.
tháng này rất dễ ăn quá nhiều và thiếu sự vận động nên cơ thể khá ì ạch và xương khớp dễ gặp vấn đề, nên sắp xếp một chuyến đi chơi ngoài trời. Điều này không chỉ giúp nâng cao tinh thần và sức khỏe, mà còn giúp bạn kết nối được nhiều hơn với những người xung quanh. Bên cạnh đó, con giáp này nếu đang mắc bệnh nặng, sẽ may mắn gặp được thầy thuốc tốt hợp với mình qua lời giới thiệu của người thân hoặc bạn bè. Bạn nên chú ý hơn đến việc bảo vệ đường hô hấp, trong tháng này dễ bị cảm sốt, ra ngoài hãy mặc thêm quần áo, bớt uống đồ lạnh và chú ý đến những người xung quanh. Và phần quan trọng nhất trong video ngày hôm nay, đó là phần hóa giải hung cát cho người tuổi Ất Tỵ 1965 trong năm 2024. Cách hạn chế hay hóa giải vận xấu trong năm 2024 cho tuổi Ất Tỵ. 1. Hành sự thận trọng, chăm chỉ hết mình. Trong năm vận khí bán hung bán cát, có cơ hội tốt đến nhưng cũng có nguy cơ rình rập, đòi hỏi người tuổi Ất Tỵ phải hành sự thận trọng, tránh lối làm việc chủ quan coi mình là nhất, kẻo sẽ phải đối mặt với hàng loạt rắc rối ngay sau đó. Đương số cần nhớ, tài lộc không tự nhiên sinh ra, tiền tài không tự nhiên mà có, tất cả đều quy đổi từ sức lao động, sự nỗ lực và cố gắng chuyên cần của bản thân. Một khi bạn đã cố gắng hết mình, vũ trụ sẽ đáp lại bằng những gì xứng đáng. 2. Bình thản đón nhận mọi thứ, kỳ tích sẽ xuất hiện. Sông có khúc, người có lúc, vận khí trong năm Giáp Thìn lúc thăng, lúc giáng, do hung cát đan xen, nhưng đừng vì thế mà đương số phải trốn tránh hay cảm thấy phiền lòng. Ngược lại hãy bình thản đón nhận mọi thứ theo đúng cách nó diễn ra, gặp sự cố thì tìm cách khắc phục, thấy việc bất lợi thì tìm lối đi mới, hoặc nhờ cậy sự giúp đỡ từ người khác, đón tin vui thì san sẻ cho người khác. Đây chính là cơ hội tốt để người tuổi Ất Tỵ nhìn lại chính mình, khắc phục điểm yếu, phát huy thế mạnh để chớp thời cơ, làm ăn phát đạt hoặc thăng tiến gấp nhiều lần, biết đâu kỳ tích sẽ xuất hiện. 3. Làm nhiều việc thiện, việc tốt giúp đỡ mọi người. Hành thiện là cách tạo phước dễ dàng và lâu bền nhất. Hãy bắt đầu từ những việc nhỏ, từ người thân trong gia đình tới việc lớn, hay bạn bè, mọi người xung quanh, mỗi hành động tốt đều gieo nhân lành xui khí từ đó cũng bị tiêu trừ, sát khí gia tăng. Trên đây là toàn cảnh tử vi tuổi Ất Tỵ 2024, dự báo vận hung cát trên mọi phương diện, từ công danh, tài lộc, tới tình duyên, sức khỏe. Chúc quý bạn tuổi Ất Tỵ năm mới, vạn sự cát lành. Theo đạo Phật đây là ba dấu hiệu của người từng gieo rất nhiều nghiệp ở kiếp trước. 1. Mắc nhiều bệnh. Sức khỏe thể chất là nền tảng của mọi thứ trong cuộc sống. Nếu không có một cơ thể cường tráng và khỏe mạnh, nhiều khi chúng ta sẽ bất lực khi đối mặt với một vấn đề cụ thể nào đó, cảm thấy mình không đủ năng lượng, sống vô ích để duy trì một cơ thể khỏe mạnh. Không gì khác hơn là làm việc và nghỉ ngơi thường xuyên, tâm trạng thoải mái, dinh dưỡng cân bằng, tập thể dục và không có thói quen xấu. Nhưng có bao nhiêu người thực sự có thể làm được những điều trên? Mỗi người trong chúng ta đều mắc những bệnh về thể chất hoặc tinh thần khác nhau, ở mức độ này hay mức độ khác. Ngoài ra cũng có một số người khốn khổ hơn, như mắc bệnh hiểm nghèo, chống chọi với bệnh tật nhiều năm, hoặc không có bệnh gì nặng mà lại mắc bệnh nhẹ liên miên, hoặc là cơ thể luôn có vấn đề, khó chịu. 2. Cả đời nghèo khó. Theo triết lý của Phật về cách sống, không phân biệt kiếp trước hay kiếp này, chỉ cần là người đã tạo nghiệp thì sẽ nhận nghiệp tương ứng, nếu tạo nghiệp quá nhiều thì quả báo sẽ tăng lên tương ứng. Một số người, một số gia đình luôn trong cảnh nghèo khó đến mức dù có cố gắng thế nào cũng không thể thay đổi được tình trạng khó khăn hiện tại, hoặc khi công việc, sự nghiệp của bạn mới bắt đầu khởi sắc, bạn sẽ sớm gặp phải một số thay đổi khiến bạn tay trắng chỉ sau một đêm, thậm chí còn trở nên tồi tệ hơn trước rất nhiều. Cuộc sống của bạn sẽ như rơi vào vũng lầy, ngày càng lún sâu hơn, bạn càng cố gắng thoát ra thì càng trở nên khó khăn hơn, từ đó trở đi, bạn rơi vào vòng luẩn quẩn và đau khổ. Vì cái nghèo đến mức không biết khi nào mới có thể thoát ra được, trong tình huống này bạn cũng nên suy ngẫm kỹ về phước lành và đức hạnh của chính mình. Bạn sẽ thấy rằng một số người có thể kiếm tiền bất kể họ làm gì, và họ ngày càng kiếm được nhiều tiền một cách dễ dàng, có thực sự là do khả năng vượt trội và nguồn lực dồi dào của họ. 3. Hay gặp phải người xấu. Người xưa có câu, mọi người trên thế giới đều có từ trường, bạn là người như thế nào thì sẽ thu hút người như thế đó. Câu nói này quả thật có lý, con người có từ trường riêng, thích thì thu hút, trái ngược thì tách biệt. Khi một người thường xuyên làm việc tốt và tích lũy phước đức, người đó sẽ được vây quanh bởi những người tốt. Nhưng một khi một người thường xuyên làm điều ác, nói năng ngạo mạn, kiêu ngạo, thì dù có ai người muốn giúp đỡ họ cũng rất ái ngại, chỉ thu hút những người giống mình. Theo thời gian, dưới tác động của từ trường năng lượng tiêu cực này, vận may của bạn sẽ trở nên tồi tệ hơn, số lượng kẻ ác, xui xẻo xung quanh bạn sẽ tăng lên và những việc bạn làm thường sẽ phản tác dụng. Có những người luôn vướng phải đủ loại người không tốt,
như gặp phải âm mưu của kẻ xấu, bị bạn bè, người thân phản bội. Khi bạn giàu sang, hạnh phúc thì họ kéo đến, nhưng khi bạn nản lòng, vất vả, nghèo khó thì tuyệt nhiên không thấy bất cứ ai đồng hành bên cạnh. Vâng, cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi và lắng nghe đến hết luận giải của Minh Đường Tử Vi. Mong rằng những dự báo trên có thể giúp quý vị thật nhiều niềm vui và thành công trong cuộc sống. Minh Đường Tử Vi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.